Vào tối ngày hôm qua, Dom Studio đã cho đăng tải video full của tập 39 Sở Kim Đi Multiverse. Một kỷ lục đã được xác lập khi tập 39 là tập phim dài nhất từ trước đến giờ, với tổng thời lượng tập phim lên đến hơn 30 phút. Một đoạn video đã được thêm vào tập phim này với rất nhiều tình tiết thú vị và hấp dẫn, ví dụ như việc xuất hiện của Sở Kim Đi 04 và 05, cameraman áo xanh đã bị cắt cụt đi ngón tay thối của mình, và ngày tận thế Jimin gần như đã chính thức được hoàn thành. Sẽ có nhiều chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem tập phim đó, nhưng hãy xem đến hết video này, bởi vì mình sẽ phân tích tất cả những gì hấp dẫn nhất để gửi đến tất cả các bạn. Thêm một điều nữa là video phân tích tập 37 và 38 của series Sở Kim Đi Zombie mình sẽ đăng tải bên kênh Phụ Bùm Game 2. Lý do thì rất dài mà mình đã nói nhiều ở video khi like bên kênh đó. Các bạn nếu yêu thích series này, vui lòng ghé qua xem giúp mình nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và chào đón tất cả các bạn đã đến với kênh của Bùm Game. Hãy nhớ like và đăng ký kênh cho mình để mình có nhiều động lực làm video hay hơn nữa nhá. Và còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đoạn video được Dom Studio thêm vào khi kết thúc cảnh cuối của video phần 5. Như đã từng phân tích trước đó, nhân vật giáo sư Sở Kim Đi đã từng nói rằng có hai Sở Kim Đi 04 và 05 luôn theo dõi ở cạnh Titan Clockman. Chúng có nhiệm vụ ngăn cản Titan Clockman nếu anh ấy được giải thoát. Và đúng như vậy, sau khi báo thức Clockman cắt được hết đống bom mìn, Titan của chúng ta đã chính thức tự do. Đó cũng là lúc hai tên này bắt đầu lộ mặt. Một làn khói dịch chuyển xuất hiện, từ trong làn khói đen chúng ta nhận ra Sở Kim Đi 04 đã đến. Titan Clockman triệu hồi lại thanh kiếm chuẩn bị chiến đấu. Mình không biết tên 04 này có phải Sở Kim Đi không nữa, trông hắn xấu một cách kinh khủng các bạn ạ. Nhìn giống một con sâu hay là một con bọ thì đúng hơn. Nó có rất nhiều mắt có thể bắn ra tia laser vào người Titan Clockman. Nhưng tên 04 này vừa xấu lại vừa yếu, laser không còn làm tổn hại một chút nào đối với Titan của chúng ta. Để rồi hắn ta chuyển qua một vũ khí khác khi cầm trên tay hai thanh kiếm và bắt đầu xoay tròn như một cơn lốc rồi tấn công vào Titan Clockman. Giờ đây chúng ta cũng nhận ra được rằng Titan Clockman cũng có khả năng tạo ra được một tấm khiên từ cánh tay của mình, để rồi sau đó anh ấy thật sự dễ dàng kết liễu nhân vật 04 này. Thấy đồng đội chết một cách nhanh chóng, tên Sở Kim Đi 05 cũng xuất hiện để chết theo cho có bạn có bè. Hắn bất ngờ chui từ lòng đất lên, nhìn ngoại hình như một con thú rất mạnh mẽ. Mặc dù Titan Clockman đã sử dụng những thanh đao phía sau lưng tấn công và không làm gì được hắn, thế nhưng chỉ xuất hiện được vỏn vẹn có 5-7 giây mà thôi, rồi hắn ta cũng bị bay màu ngay lập tức. Thực sự mình không biết Dom Studio đã mất bao lâu để tạo ra hai nhân vật ngoại hình rất ghê gớm này. Nhưng xuất hiện chỉ được đúng vài giây mà thôi. Có lẽ chúng còn nhiều sức mạnh khác mà chúng ta chưa biết. Nhưng số của bọn này quá xui đi khi gặp ngay top 1 của phe Liên Minh, đó chính là Titan Clockman. Bảo sao chưa kịp thể hiện được điều gì thì đã đi gặp Diêm Vương mất rồi. Lúc này Titan Clockman như khởi động chế độ tăng tốc vậy, chúng ta chỉ kịp nhìn thấy anh ấy nhún người và ngay lập tức vụt bay rồi biến mất. Có lẽ anh ấy sẽ đến trụ sở chính của bọn Sở Kim Đi. Tập phim tiếp tục với cảnh quay còn đang diễn ra trận đánh giữa nhân vật nữ Sở Kim Đi 06 và đội quân mà TV Man đã dịch chuyển đưa đến. Chả hiểu kiểu gì mà lại có một Sở Kim Đi bé tẹo, anh ta đang bị bóc lột sức lao động các bạn ạ. Người thì bé như vậy, kéo theo một quả bom hạt nhân to đùng ở phía sau. Nhìn nhân vật này đi giống như một con ốc sên đang cố bỏ đi từng chút một vậy. Góc máy quay POV lúc này được chuyển qua nhân vật cameraman áo xanh. Anh ta dùng súng điện trường hạ gục một con Sở Kim Đi bé nhỏ, định thừa thắng xông lên bắn vào Sở Kim Đi đột biến ở phía sau thì khẩu súng này quá yếu. Hắn ta định phản đòn lại thì rất may nhân vật TV Man kịp dùng màn hình chiếu sáng công suất lớn để làm Sở Kim Đi bị chói mắt. Tận dụng cơ hội này, nhân vật Penman dùng búa đập vào chiếc bút chì và biến nó thành vũ khí đâm vào Sở Kim Đi. Cuộc chiến diễn ra khá là hỗn loạn. Đờ Đưu Men bé nhỏ xông lên bắt lạt được một Sở Kim Đi khác. Khi thấy nhân vật Sở Kim Đi đột biến định tấn công, anh ta lại ngay lập tức rút lui lại phía sau và nấp sau lưng nhân vật TV Man các bạn ạ. Kiểu như chạy về mách với đồng đội rằng: "Anh ơi, thằng kia nó đánh em." Để rồi nhân vật bút máy dùng những chiếc ngòi bút của mình vẽ ra một lưỡi cưa lém vào tên Sở Kim Đi. Lưỡi cưa bám chặt vào đầu súng của hắn rồi tự kết liễu luôn tên Sở Kim Đi này. Lúc này một cuộc hội ngộ đầy duyên nợ khi POV gặp một con Sở Kim Đi có cặp kính màu cam xuất hiện. Đây chính là khung cảnh trong tập 10 khi POV lúc đó giơ ngón tay thối lên chỉ vào mặt con Sở Kim Đi này. Có điều lúc đó POV của chúng ta lại mặc áo sơ mi trắng, còn bây giờ anh ta đã thay sang áo màu xanh. Vẫn là thái độ khiêu khích đó, ngón tay thối lại được giơ lên.
Và thôi rồi POV ơi, lần trước khi phe Liên minh áp đảo chiếm lợi thế, phe của ông thắng, ông còn tự tin giơ ngón tay để khiêu khích được, nhưng mà vẫn bỏ chạy ngay sau đó. Ấy thế mà lần này đã bị đánh ngã ra rồi, không có đồng đội bảo vệ mà ông còn dám giơ tay khiêu khích một lần nữa sao? Thế là đã bị Sơ Kim đi cắt cụt luôn ngón tay thối lại rồi. Chắc chắn sau hậu quả lần này, cameraman áo xanh sẽ nhận ra một bài học rằng không được khinh thường đối thủ nếu không có ai bảo kê nhá. Thời điểm này, nhân vật Lữ 06 đang cố gắng phá hủy thiết bị mà Titan TV Man đã đặt nó, đã hoàn thành được hơn 70% rồi, nhưng bất ngờ thiết bị lại phát ra một năng lượng màu vàng, có thể là của Titan Clockman hoặc là cơ chế bảo vệ của thiết bị này. Nó tự quay ngược thời gian và phá hủy kế hoạch của Lữ 06 này. Cỗ máy dường như cũng đang dần hoạt động, chuẩn bị cho một điều gì đó sắp xảy ra. Và khung cảnh ngay lập tức chuyển qua một nơi khác, nơi mà G-Man đang ở đó để hoàn thành nâng cấp của mình. Và quan sát thật kỹ, chúng ta thấy nơi này đang rung lắc khá mạnh. Vậy là chính xác thiết bị mà Titan TV Man đã đặt đang tác động đến nơi này. Và giáo sư Skibby cũng đã nói rằng họ đang cố gắng làm rối tung quá trình. Susie, hãy để việc đó cho tôi. Bảo mọi người rút lui đi. Ngay tận thế của loại người sẽ bắt đầu. Vậy là với việc phe Liên minh sử dụng thiết bị để ngăn cản G-Man, giáo sư Sơ Kim đi cũng đã biết được điều đó. Chắc chắn ông ấy cũng đã chuẩn bị một kế hoạch để đề phòng cho trường hợp xấu lại xảy ra. Bởi vì ông ấy yêu cầu các nhân vật không cần đánh nhau nữa, hãy rút lui để đảm bảo an toàn. Ông ấy sẽ xử lý được việc này. Và rồi chúng ta cũng thấy con số 99,9%. Vậy là mặc dù phe Liên minh đã cố gắng hết sức sử dụng thiết bị này để ngăn cản, phá hủy quá trình nâng cấp của G-Man, nhưng đã quá muộn rồi các bạn ạ. G-Man đã chính thức gần như được hoàn thành, và chính xác là G-Man sẽ xuất hiện vào tối nay. Bởi vì tối nay tập 40 Sơ Kim Đi Multiverse sẽ được đăng tải, quá là điên rồ đi. Tập 39 full làm mình chưa kịp thở để phân tích nó, thì tập 40 lại ra mắt ngay sau đó một ngày, hứa hẹn một cuối tuần cực kỳ sôi động cho tất cả chúng ta. Nhưng thực sự là cực kỳ vất vả đối với mình các bạn ạ. Bởi vì mình sẽ phân tích cả series Sơ Kim Đi Zombie và đăng tải nó ở bên kênh phụ nữa. Ngoài ra mình còn có thêm một thông tin video lead cho tập 40 từ kênh của cô làng Elite Clock Woman nhá. Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc chiến được cho là cuối cùng trước khi G-Man hoàn thành 100%. Pencil Woman sử dụng một khả năng nào đó tạo ra một làn khói trắng làm lổ tung đất đá xung quanh. Và cô ấy bắt đầu nhảy lên tấn công, phá vòng vây lũ Skibby đang bao vây Titan TV Man. Quan sát thật kỹ, chúng ta nhận ra được một điều rằng lúc này Titan Speckerman đang bay trên cao, cầm tay kéo cô nàng Pencil Woman. Và nhìn phía sau lưng của Titan này thì chỉ có duy nhất một chiếc bút chì mà thôi, không có một động cơ đẩy nào ở phía sau cả. Vậy là có lẽ Titan của chúng ta không thể bay được các bạn ạ. Ngay cả cô ấy cũng không có khả năng dịch chuyển đi bất cứ đâu, bởi vì còn nhờ vào những chiếc máy bay bút chì này tạo ra một cánh cổng dịch chuyển nữa cơ. Đó chính là lý do mà tại sao Titan Speckerman đã bay lên bên trên để kéo cô ấy. Nhưng mình nghĩ rằng ông này cũng hơi tranh thủ đó nha, được cầm tay cả Pencil Woman cơ mà. Kiểu này làm cho chúng tôi hơi bị ghen tị đó. Còn Titan TV Man thì giờ đây không còn một vũ khí nào trên tay cả, đi mượn cả chiếc rìu của Titan Speckerman cơ. Nhưng một chi tiết quan trọng có trong video lead này, đó chính là tại thời điểm kết thúc video, bầu trời đã thay đổi màu sắc, một làn khói đen bắt đầu tỏa ra. Mình chắc chắn rằng đó chính là thời điểm G-Man đã hoàn thành 100%. Thực sự là mình vô cùng phấn khích và đang sốt ruột chờ đợi nó đấy các bạn ạ. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất để cùng chờ đợi tập 40 ra mắt nha. Nhớ đừng quên like và đăng ký kênh cho mình, bởi vì sau khi tập 40 đăng tải, mình sẽ sớm có video phân tích cho các bạn thôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!